Hello, xin chào quán chị em ha. Nay quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ Mitsubishi quá nha. Con này Mitsubishi 4D34 nha. Này của xe Fuso quá nha. Đấy. Xe Fuso. Con này quá mới quá nha, mới chát luôn ha. Con này 2015. Tình trạng thì xuất sắc luôn, khỏi phải bàn. Con này đời heo to quá nha, heo chà bá nè anh. Máy này dường như là nó như một con máy mới luôn á chứ. Đẹp len keng luôn ha. Quý anh chị em nào đang xài Hyundai á, máy lâu ngày yếu á, lấy con này bỏ vô ha. Chạy ác đạn luôn. Con này thì các bác anh chị em chạy xe chở đất, chở lúa gì các kiểu á nha, chạy tàu, chạy ghe các kiểu ha. Mình muốn chơi VIP thì chơi con này luôn ha. Này bê tông tắc lá tư có nha. Dòng tôi em này chắc cũng tầm 3.000 có nha ha. Hàng 7-3.000 đâu đó. Máy quá đẹp long lanh. Rồi, để máy con. Con này đời 24 luôn nha. 24 ha. Đời sạc 24. Bắn bắp. Dòng Mitsubishi này cái bơm nhớt nó rất là mạnh quá nha. Mở cái này ra là bơm nước nhớt nó bơm khủng khiếp lắm. Đấy. Tình trạng là máy đúng nghe đẹp quá nha ha. Đấy. Không đổ hơi, không đổ hám, không có chỉnh sửa, không có tháo mở gì hết. Cô bác chị em có thể là test máy trước khi nhận máy ha. Đấy. Rồi, cô bác chị em có nhu cầu sử dụng thêm hộ giùm em ha. Mitsubishi 4D34 đời máy xe 2015, máy xịn sò, rất là xịn sò. Rồi, cảm ơn các anh chị em rất là nhiều nha. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo.